Dù thành phố Hà Nội đã có nhiều chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, thể hiện sự quyết tâm, đặc biệt là trong bối cảnh đồ án quy hoạch phân khu đô thị ven sông Hồng 1/5000 được thông qua. Tuy nhiên trên thực tế, một số địa phương vẫn để xảy ra nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Khu nhà tạm bợ nằm trên diện tích đất bãi sông Hồng, cuối ngõ 76 đường An Dương, thuộc địa giới hành chính của phường Yên Phụ, từ lâu đã trở thành một điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng. Hàng nghìn mét vuông đất công, đất nông nghiệp, đất bãi đã nhanh chóng bị biến tướng, lấn chiếm, xây dựng nhà tùy tiện. Đây cắt vài 2-3 triệu mét. 2-3 triệu mét nữa. Ừ. Đất nông nghiệp, đất bãi. Đất này nói chung là đất khai hoang. Mới mua đất mà trong này hỏi ra nhiều này. Đây họ mua hết rồi. Đây là có chủ hết rồi. Cái nhà chúng đang xây đây gì? Ừ. Đang làm cái nền thôi. Thoạt nhìn qua thì ai cũng nghĩ đây là những ngôi nhà tạm bợ được quây tôn. Thế nhưng sự thật đằng sau là những cột móng, hoạt động xây dựng vẫn đang diễn ra. Cái hiện tượng mà dựng lều lán thì cũng hết sức là phức tạp. Các đối tượng thì thường xuyên lợi dụng vào các ngoài giờ hành chính, rồi ngày nghỉ, ngày lễ để dựng. Hiện nay thì thực ra dựng một cái nhà khung thép thì nó cũng rất là nhanh. Nhưng các đối tượng là cố tình dựng vào các cái ngày nghỉ, ngày lễ và gây khó khăn phức tạp trong công tác xử lý quản lý của ban dân phường. Một trong những nguyên nhân khiến cho đất bãi sông Hồng nhanh chóng bị hô biến thành nhà xưởng, nhà ở là do tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng. Dù đã có chốt trực, nhưng những xe phế thải vẫn ngày ngày đi qua chốt như thế này. Chúng ở đây chốt trực để đổ chống đổ phế liệu ạ. Tôi vừa từ sáng cho thấy xe đi vào thì không phải cả chú, nhưng mà sau này điều này là chú nhắc nhở mấy xe rồi, là đang lấy dở lốt được 1-2 xe nữa. Cho lốt 1-2 xe thôi thì mình cũng chưa biết được rõ là cái xe nào đã xin phép hay không, chưa biết. Rồi thôi, ta đổ lốt 1-2 xe. Sự thực đấy nói lên là cái quản lý đất đai mà luật pháp đã trao cho cấp cơ sở hiện nay là rất yếu kém. Nói là yếu kém thì sự thực mà nói là đúng, tức là kết luận đấy là kết luận chắc chắn. Bởi vì có yếu kém thì mới để xảy ra tình trạng lấn chiếm. Tôi không tin là yếu kém về chuyên môn. Thì ai cũng biết rằng đất nông nghiệp làm sao mà xây nhà được. Ai cũng biết, tức là không đọc luật đất đai thì cũng biết rằng cái điều đó là điều không được. Thế nhưng chỉ có một cái điều là tại sao Ủy ban Nhân dân cấp xã phường lại không xử lý? Được biết, trong tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Yên Phụ, quận Tây Hồ sẽ triển khai kế hoạch xử lý giải tỏa công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực này với phạm vi hơn 7.000 m2.